Đây, chuẩn rửa tiền luôn anh em nhé. Đây, rửa bằng cái kim soda này. Đây. Kim soda. Rửa bằng mình cho bằng nước ấm này nhé. Mình ngâm trong khoảng 1 đến 2 tiếng nha anh em. Đây. Đây là chuột rửa tiền này. Cho nó tan đều ra. Cái này nó rửa khá là tốt nha. Này nhất là dầu mỡ hay rất các thứ này đánh bay hết, ví dụ bếp ga các thứ nó bị bám cặn lâu ngày thì anh em cứ dùng kim soda này nhá. Đây. Hòa ra là ok này. Đây. Đồng tiền nó sáng sáng này. Này đeo uy tín đúng không anh em? Này ngâm như khoảng tiếng nữa, 1-2 tiếng thì ok. Xem mà cái đồng tiền nó có sáng ra không?